Anh em có biết cái gì kia không? Đây chính là lòng lợn nha anh em. Nay cùng anh em vào bếp làm món dồi tiết. Đầu tiên là anh em phải sơ chế lòng sạch sẽ đi đã nha. Sau đó thì anh em băm mỡ lá và mỡ trà. Băm nhỏ đến khi nào mà anh em nhấc nhấc lên thế kia mà nó không bị dính thì lúc đó là được. Anh em cần chuẩn bị hành, rau răm, húng chó, rau thơm và một ít lạc. Nhớ là băm nhỏ ra nha. Công đoạn tiếp theo là đổ hành và rau vào trong cái chỗ mỡ vừa nãy và đảo đều nha. Đảo đều xong thì anh em cho tiết. Cho tiết vào thì anh em nêm nếm gia vị làm sao để vừa miệng gia đình mình. Tiếp đó là cái công đoạn khó khăn nhất. Công đoạn nhồi nong. Nếu nhồi vào lòng già thì anh em nên trần qua lòng để cho lòng nó co lại một chút. Không khi mà nhồi xong ấy, nó sẽ to bằng cổ chân ấy. Nên chuẩn bị một cái chai cắt ra như kia nhồi cho dễ nha anh em. Anh em muốn nhồi lòng dễ hơn anh em nên cắt lòng ra những đoạn nhỏ 50cm như kia. Nhớ khi nhồi thì buộc phần đuôi vào nhé. Nhồi đến đâu nó lại chảy ra đến đấy thì lại mất công lắm. Nay nhà tôi rồi cả lòng lon và lòng già. Nhìn lòng lon chỉ được cái đẹp thôi chứ còn không ngon bằng lòng già anh em ạ. Xong rồi thì anh em mang lên luộc nha. Nay tôi chỉ luộc một khúc là mẫu thôi. Anh em đun nước sủi lăn tăn sau đó mới cho lòng vào. Đun tiếp khoảng 5 phút thì anh em lấy xiên chọc như kia để cho khí nó thoát ra bên ngoài, tránh cho lòng bị vỡ. Lòng vỡ là mất ngon luôn anh em ạ. À quên, nhớ vớt bọt đi nhá. Cái bọt này là bẩn lắm đấy. Sau đó anh em tiếp tục đun trong khoảng 2 đến 30 phút nữa. Lòng chín rồi thì vớt ra để nguội. Nay tôi luộc cùng em thịt giải. Anh em nhìn miếng thịt giải nhà tôi có chất lượng không? Đây chỉ là cách làm lòng của nhà tôi thôi anh em nhá. Nhà có thế nào thì làm lòng thì đấy thôi. Trước đây vẫn làm như vậy và bây giờ vẫn làm như vậy. Chứ anh em đừng so sánh nhà tôi với nhà hàng, không thì chắc chắn là sẽ không bằng đâu anh em ạ. Tôi phải khẳng định là 100% đàn ông Việt Nam thích cái món dồi lợn này. Một cái điều lạ, anh em có để ý không, quán nào mà có lòng lợn tiết canh thì hầu như sáng nào cũng đông, bất kể là đầu tháng hay là cuối tháng. Kể cả 200m có 3 quán thì 3 quán đều đông anh em ạ. Rồi xin mời anh em nhé. À quên, chúc mừng năm mới tất cả mọi người.